nhánh nào nhánh đó là đều đang bông chi chít luôn này. Đã có màu tím như thế này nó rất là bắt mắt, rất là đẹp và ăn thì nó cực kỳ thơm ngon nhá. Trước mặt quý cô bác anh chị, đây là cái size cây nhãn tím của bên em đang cho bông cho trái nhá. Cô bác anh chị mình về mình trồng cái cây như thế này á, là chỉ tầm độ khoảng một tháng nữa thôi là có trái ăn liền nha. Đấy, điển hình là đây ở trên này là bông trái nó rất là nhiều này cô bác anh chị. Khi mà chín cái trái nó khá là to, nó có màu tím như thế này nó rất là bắt mắt, rất là đẹp và ăn thì nó cực kỳ thơm ngon nhá. Nhánh nào nhánh đó là đều đang bông chi chít luôn này. Đây là một cái loại nhãn cực kỳ siêng hoa siêng trái nhá. Cái tán lá nó rất là to luôn cô bác anh chị nhé. Đây là cái lá của cây này rất là bự luôn. Mình trồng cây này là vừa ăn trái ngon vừa có bóng mát tốt, đặc biệt là cái cây nó rất là khỏe, ít khi bị sâu bệnh nhá. Size này là size tầm trung, thì hoành gốc trung bình khoảng tầm 50 cm, gốc rất là to và có dáng thì rất là đẹp. Như cây này là có cái dáng khá là đẹp và cô bác anh chị có thể mình chơi theo kiểu là bonsai dạng lớn cũng được nhé. Hoặc là mình có sân vườn thì mình trồng sân vườn. Trồng sân vườn thì mình chọn những cái cây như thế này này, có cái thoát thân nó cao, nó thoáng cây hơn nè cô bác anh chị nhé. Những cái cây như thế này này, nó bầu rất là ổn định rồi. Toàn bộ cây đều đã được dâm ủ kỹ rồi nên là mình trồng yên tâm nhá. Bên em thì giao hàng toàn quốc nên là quý cô bác anh chị đừng lo, cứ chọn ngay cái cây đẹp vừa ý rồi bên em sẽ giao về tận nơi, và nếu mà ở gần thì bên em sẽ trồng cho cô bác anh chị luôn nhé. Nhà vườn Khánh Võ bên em thì ngoài cái size cây này còn rất là nhiều các cái size cây khác nhau, từ cây giống nhỏ cho đến những cái cây cổ thụ cao lên tới 6 đến 7 mét. Hiện tại có rất là nhiều cái size cây đang cho hoa cho trái. Quý cô bác anh chị ai mà quan tâm cái dòng nhãn tím ăn trái ngon chất lượng thì cứ liên hệ ngay nhà vườn Khánh Võ bên em để được chọn cây đẹp vừa ý. Bên em sẽ giao hàng về tận nơi cho mình nhé. Rồi mến chào cô bác anh chị. Hotline 092 848 7777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100 m. Website nhavuonkhanhvo.com.